Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Cà Rồng, trạng dạng tập 6 của nhà văn Stephanie Meyer. Nhắc lại, Bella và Mai cùng sống bước bên nhau đến tòa nhà thứ ba trong im lặng. Mai vẫn còn ngơ ngơ ngát ngát như người mất hồn. Tôi chỉ hy vọng rằng dù Mai có đang nghĩ gì thì điều đó cũng là định hướng cho mai biết cách cư xử cho đúng mực hơn mà thôi gặp lại jessica ở lớp học lượng giác tôi bất ngờ khi thấy cô ta tỏ ra vui như tết thì ra jessica angela và lauren họ đang có dự định đến bo angeles vào tối nay để mà mua sắm quần áo cho buổi khiêu vũ tất nhiên là cô bạn muốn tôi đi cùng dù rằng tôi chẳng có gì phải mua với bán tôi bỗng đâm ra lưỡng lự Đi cùng những cô bạn ra khỏi thị trấn Tất nhiên là sẽ rất vui rồi Chỉ có điều là Lauren cũng có mặt ở đó À Vậy thì ai mà biết được tối nay tôi sẽ làm gì Không được Không được để đầu óc dẫn dơ Mình đương vui vẻ dưới bầu trời đầy nắng như thế này Thì đừng nghĩ chi những việc xa xôi như vậy Tôi tự nhủ Tuy nhiên cũng không nên vì thế Mà tỏ thái độ quá phận phơ Chẳng có lấy một chút dè dặt nào Nghĩ vậy nên tôi chỉ trả lời bâng quơ với Jessica rằng tôi không chắc chắn lắm, lý do là tôi còn phải xin phép bố trước mới được. Trên suốt quãng đường đi đến lớp học Tây Ban Nha, Jessica chẳng nói gì ngoài chuyện khiêu vũ. Đề tài này cứ kéo dài mãi cho đến tận lúc lớp học tan hết mà vẫn chưa kết thúc. Phải thêm 5 phút sau nữa, câu chuyện khiêu vũ mới được chấm dứt vì đó là giờ ăn trưa. Tôi và Jessica lục tục kéo nhau đến quán ăn. Thật ra tôi không hề cảm thấy rối bù đầu óc trước câu chuyện tràn gian đại hải của cô bạn. Rất đơn giản, tôi chỉ đang sốt ruột trong chờ được nhìn thấy trở lại gương mặt không chỉ của Edward mà của cả bốn anh chị em nhà hắn ta nữa để so sánh những nghi ngờ mới nảy sinh trong đầu óc tôi. Nhưng rồi khi vừa bước qua ngưỡng cửa quán ăn, một cảm giác ấn lạnh từ đến đầu trượt dọc theo sóng lưng của tôi. Nó dừng lại ở bụng. Tôi cảm thấy nôn nao, liệu họ có đọc được suy nghĩ của tôi không? Rồi bất chợt một cảm giác lạ lùng khác xen vào. Edward có đang đợi tôi không? Như thường lệ, tôi đưa mắt về phía chiếc bàn của anh em nhà Cullen. Bụng của tôi thắt lại khi nhận ra rằng cái bàn ấy trống trơn, không có người ngồi. Với một tia hy vọng mỏng manh, tôi rảo mắt tìm khắp quán ăn, hy vọng là hắn ta đang ngồi một mình và chờ đợi tôi đến. Nhưng không, khắp nơi đều gần như kín chỗ. Lớp học tiếng Tây Ban Nha đã làm cho chúng tôi đến trễ và chẳng thấy tâm hơi của Edward lẫn anh em nhà hắn ta đâu cả. Một cảm giác sầu thảm chợt ùa vào xâm chiếm lấy hồn tôi, tàn phá hết sức mạnh đang có ở trong tôi. Tôi cứ lê bước theo sau Jessica. Bây giờ thì chẳng cần phải tỏ ra đang chăm chú lắng nghe cô bạn quyên thuyên nữa. Chiếc bàn ăn thân thuộc của tôi cũng gần như kín chỗ rồi. Tôi cẩn thận chọn chỗ ngồi bên cạnh Angela để mà né chiếc ghế trống bên cạnh Mai. Mà hình như Mai cũng đang có ý định giữ chỗ đó cho Jessica thì phải. Tôi thấy mắt của cô bạn sáng rỡ. Thật sự là một điều đáng vui chứ còn gì. Rồi Angela quay sang hỏi tôi vài câu về mắt bè. Tôi trả lời thật tự nhiên. Cố dằn xuống nỗi đau khổ đang quặn thắt trong lòng. Cũng giống như Jessica, Angela lên tiếng mời tôi cùng nhập bọn với cô đến Port Angeles vào tối nay. Và giờ thì tôi gật đầu đồng ý, cố bám díu vào bất kỳ điều gì có thể làm cho mình vui ngoài. Sau bữa ăn chẳng lấy gì làm vui vẻ, tôi lại nhận ra mình vẫn còn một chút hy vọng khi bước vào lớp sinh học. Để rồi khi nhìn thấy chỗ ngồi trống vắng của Edward, lòng của tôi lại dâng tràn một nỗi thất vọng mới. Những giờ học còn lại trôi qua một cách ảm đạm, tẻ nhạt. Trong giờ học thể dục, chúng tôi được nghe một bài dài thông lòng về các quy tắc, luật lệ của bộ môn cầu Long Lại một sự tra tấn tinh thần khác. Nhưng ít ra thì tôi cũng chỉ có việc ngồi nghe mà thôi, thay vì phải chạy tới chạy lui trên sân mà chụp ếch. Và điều tuyệt vời nhất dành cho tôi, đó là thầy chưa giảng xong thì đã hết giờ. Vậy là ngày mai sẽ phải tiếp tục ngồi nghe tùng nốt bài kinh còn lại. Mà cũng chẳng có gì phải lo nếu lỡ như sau đó tôi có được trang bị một cái vợt để tung hoành với cả lớp, thì cho tới lúc nâng niu được cái vợt trên tay cũng sẽ hết giờ mất rồi. Được rời khỏi sân trường, lòng tôi vui như mở cờ trong bụng. Giờ thì có thể tự do mà trề môi, mà miếu máu để tống khứ hết mọi ưu tư phiền muộn trong lòng. Sau đó sẽ đi cùng với nhóm của Jessica. Nhưng ngay khi vừa mới bước chân vào đến cửa nhà, thì tôi nhận được điện thoại của Jessica cô bạn tôi cáo lỗi không đi được vì mai đã mời cô ta đi ăn tối hoàn toàn bất ngờ nhưng mà tôi vẫn cố thể hiện với cô bạn là mình rất vui khi nghe được tin tốt lành đó quả thật là tôi có cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút hình như cuối cùng mai cũng đã hiểu ra nhưng rồi khi chưa kịp hưởng tròn cái sự quay khỏa tôi lại phải đón nhận một tin xét đánh chuyển đi mua sắm ở port angeles sẽ được dời lại vào tối mai Thôi được rồi. Chẳng ai có thể giúp mình quên đi nỗi buồn, dai dẳng này, thì tự mình phải cứu mình vậy thôi. Nghĩ rồi, tôi lao vào bếp lo bữa tối. Tôi ngâm cá trong nước ướp, rồi chuẩn bị món xà lách trộn dầu giấm để mà ăn với bánh mì còn dư lại của bữa tối hôm qua. Xem chừng chẳng còn gì phải làm nữa. Tôi bỏ ra 30 phút để mà làm bài tập. Bài tập cũng đã được làm xong. Thế thì kiểm tra mail vậy. Ôi trời! Thư của mẹ đang chất thành núi rồi. Tôi kiên nhẫn đọc từng thư một, và tất nhiên càng đọc về sau thì mặt càng trở nên nóng bừng. Một trong những triệu chứng của cơn bực bội, cáo kỉnh. Hít vào thật sâu, rồi trút ra một hơi thở dài. Tôi cúi xuống bàn phím, gõ dài dòng trả lời. Mẹ, con xin lỗi. Mấy ngày qua con cứ bận suốt, con đã đi chơi biển với mấy người bạn. Con lại phải làm bài luận văn nữa. Tự cảm thấy mấy lời xin lỗi này không được thỏa đáng cho lắm. Tôi xóa sạch rồi gõ lại. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để ra ngoài, phải không mẹ? Con biết à, tâm trạng của con cũng không tốt như mẹ. Thế nên con sẽ năng ra ngoài gian nắng để có nhiều vitamin D. Con lúc nào cũng yêu mẹ lắm lắm. Bèo là. Xong xuôi tôi quyết định dành hẳn một tiếng đồng hồ để đọc sách nhưng không phải là những quyển sách buộc phải học ở trường. Tôi có khá nhiều sách hay. Tôi đã mang chúng theo khi đến thị trấn pho này. Xem nào, quyển cũ nhất là tuyển tập Jane Austen. Đọc quyển này đi. Nghĩ rồi tôi chụp lấy quyển sách, bước nhanh ra phía cầu thang. Chợt bắt gặp một tấm mềm bông sờn cũ nằm chổng chơ trên nóc chạng. Cũng có ít đây. Giả lại cái chạng cũng đang nằm ngay phía cầu thang nữa. Tôi ngồi thụp xuống bậc thang đầu tiên, giới tài thợp lấy nó xong thì mới chịu bước xuống lầu và hướng ra khoảng sân phía sau nhà. Khoảng sân phía sau nhà chúng tôi bé xíu nhưng rất vuông dứt Tôi gấp mền lại làm hai, đảo mắt tìm một chỗ ngồi thuận tiện. Kia rồi, một lớp cỏ dày lại không nằm dưới bóng râm. Tôi trải cái mền lên chỗ thảm cỏ đã chọn. Không hiểu sao ở đây cỏ lúc nào cũng ương ướt, mặc cho mặt trời có rọi xuống bao nhiêu. Tôi nằm úp bụng xuống cái mền, hai chân để gập lên, đông đưa trong không trung. Tay tôi lật qua lật lại những trang tiểu thuyết có trong tuyển tập để mà cân nhắc xem tác phẩm nào thật sự thích hợp với mình vào lúc này. Niềm kiêu hãnh và thói định kiến, lý trí và tình cảm. Đây là hai tác phẩm tôi rất thích. Niềm kiêu hãnh và thói định kiến thì mới đây tôi đã đọc rồi. Thế thì đọc lý trí và tình cảm vậy. Chọn lựa xong, Tôi bắt đầu ngấu nghiến tác phẩm. Và trớ triêu thai cho tôi. Đúng lúc đọc đến chương 3, thì tôi ngớ người ra. Trong truyện có nhân vật nam chính, tên là Edward. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Một cách bực bội, tôi dở nhanh sang tác phẩm khác. Khu vườn Manfell. Không được. Tác phẩm này có nhân vật nam chính, tên là Edmund. Cũng na ná như nhau mà thôi. Hình như hồi cuối thế kỷ 18 người ta không thể nghĩ ra cái tên nào hay hơn thì phải. Tôi đóng ập quyển sách lại một cách tức tối rồi lăn ngược người lại. Cố kéo tay áo lên thật cao để khép nhẹ mắt lại. Giờ thì mình sẽ nằm ì ở đây và không thèm nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cần quan tâm đến ánh nắng ấm áp đang phủ lên làn da của mình thôi. Tôi tự ra lệnh cho mình. Nhưng mà nào có được yên, cơn gió phá đám vẫn còn quanh quẩn đâu đây nó cứ nhằm vào tóc của tôi mà dần dẫn, khiến cho các lọn tóc cứ bay lòa xòa quanh mặt tôi rất khó chịu. Bực bội, tôi túm ngược hết tất cả tóc lên để nó tự do xòe theo huỳnh quạt trên tấm mệnh, rồi lại tập trung tận hưởng cái hơi ấm đang lan tỏa trên mí mắt, trên gò má, trên mũi, trên hai cánh tay, trên cổ, và cái hơi ấm ấy còn xuyên cả vào bên trong chiếc áo sơ mi sáng màu mà tôi đang mặc. Bỗng cả nền đất, như rung lên. Toàn bộ con người tôi chợt bừng tỉnh. Trong không gian, gian lên lớn lắm tiếng động cơ của chiếc xe tuần tra quen thuộc đang trên đường lăn bánh vào khuôn viên nhà. Tôi ngồi bật dậy, ngạc nhiên trước thực tế ánh nắng đã tắt từ lúc nào. Xa xa, sau những rặng cây, mặt trời đang chuẩn bị rơi xuống, khuất dạng cuối chân trời. Quá ra nãy giờ tôi đã ngủ ở đây ư? Tôi nhìn quanh quất, đầu óc tự dưng rối mù với duy nhất một cảm giác bất ngờ, hoảng hốt khi giật mình nhận ra là bố đã về. Bố? Có phải bố không? Tôi cất tiếng hỏi thật to và đáp lại câu hỏi ấy là một tiếng đóng sầm của cửa trước. Tôi nhảy bật dậy, quơ vội quyển sách và cái mền giờ đã ẩm ướt mà cáo giận với chính mình. Bữa ăn tối nay thế là bị trễ rồi. Tôi hớt hơ hớt hải chạy vào trong nhà để mà đun nóng dầu Bố kia rồi, sừng sững hiện ra khi tôi vừa bước vào gian bếp. Bố đang máng cái thắt lưng buộc súng và rút chân ra khỏi đôi giày. Con, con xin lỗi, bữa tối vẫn chưa xong. Con ngủ quên ở ngoài giường. Tôi cố kìm một cái ngáp. Đừng lo lắng quá con gái à. Bố trả lời, sao cũng được mà. Bố cũng đang muốn theo dõi mấy trận đấu đây. Dùng xong bữa tối, tôi ngồi xem tivi với bố để mà có cái gì đó làm cho dơi bớt đầu óc thôi chứ chẳng phải là tôi thích thú gì hôm nay tivi chẳng có gì xem hết biết tôi ghét bóng chày bố bật sang kênh hài kịch mặc dù đó không phải là gu của hai bố con song ít ra bố cũng có vui lên khi theo dõi nó thế cũng tốt nó khiến cho bố vui vẻ là được rồi chứ còn tôi thì vẫn không thể cười nổi bố à tôi lên tiếng khi tivi chuyển qua một quảng cáo Jessica và Angela muốn xem qua và cái áo ở Port Angeles vào tối mai để chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. Cả hai đứa nó muốn nhờ con chọn giúp. Con có thể đi với chúng được không ạ? À? Jessica Stanley hả? Bố hỏi lại. Và dạ Angela Weber. Tôi thở dài khi phải nói cả họ tên cho bố biết. Bố ngạc nhiên ra mặt. Nhưng con đâu có ý định tham dự khiêu vũ chứ. Dạ, con không tham dự. Nhưng con sẽ giúp cho họ lửa áo, giống như là cố vấn ấy ạ. À. Với phụ nữ thì tôi không phải giải thích lằng nhằng thế này đâu. Ừ, con cứ đi. Có vẻ như bố đã hiểu ra rằng con gái là thế, nên thôi không có hỏi hàng gì nữa. À, nhưng mà nhớ tối tâm là phải đi chung với nhau để nha. Sao giờ học là tụi con đi liền, nên sẽ về muộn. Bố có thể tự do ăn bữa tối được mà, phải không bố? Bèo là... Trước khi con đến đây, suốt 17 năm qua, bố vẫn tự ăn một mình đấy thôi. Đã sao đâu nào? Bố nhắc cho tôi nhớ. Bởi thế con mới thấy lạ. Tôi làm bầm trong miệng, rồi như sực nhớ ra, tôi nói to. Con sẽ bỏ vài thứ vào tủ lạnh để mà bố ăn kèm với bánh sandwich nha. Ở ngăn trên cùng ấy. Sáng hôm sau, trời vẫn đầy nắng. Tôi lại tỉnh dậy trong một niềm hy vọng mới dù rằng mình đã kiên quyết gạt bỏ từ hôm qua hôm nay tôi chọn mặc một chiếc áo màu xanh dương đậm có cổ hình chiếu v chiếc áo này tôi đã mặc hồi giữa mùa đông ở forsnit giờ mới lại lấy ra mặt giữa tiết trời ấm áp như thế này đây cũng vào ngày hôm nay tôi quyết định lên lịch đến trường cụ thể nghĩa là canh giờ làm sao để khi vừa ngồi vào là bắt đầu giờ học ngay mọi động thái của tôi lại diễn ra như thường lệ khi vừa trời đến cổng trường tìm tôi thắt lại. Tôi cho xe chạy vòng vòng quanh bãi để tìm chỗ trống, đồng thời tìm luôn chiếc xe Volvo màu bạc sáng bóng. Sau vài lần lượn tới lượt lui mà chẳng thấy tâm hơi nó đâu, tôi bèn cho xe đậu vào hàng cuối cùng, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp bốt dăng, không kịp thở lấy một hơi. Trước khi hồi chuông cuối cùng báo hiệu giờ học vang lên, dẫu sao trong lòng của tôi cũng không còn cảm thấy nặng nề. Hôm qua làm sao thì hôm nay cũng y như vậy. Tôi quyết chẳng để cho bất kỳ một tia hy vọng nào nhen nhóm trong lòng của mình nữa. Khi lần bước đến quán ăn trưa, tôi đã phải kìm nén một cách khổ sở để rồi khi ngồi một mình một bàn trong giờ sinh học, trong tôi không còn mãi mai một chút hy vọng nào. Chuyện đi đến bo Angeles được dời lại vào hôm nay đã trở nên thú vị hơn khi Lauren đột nhiên có một cuộc hẹn khác. Tuy nhiên nghĩ đến việc rời khỏi thị trấn, là lòng của tôi lại chùng xuống. Bất giác tôi hơi ngoái lại phía sau, trông chờ một phép lạ. Không cần. Tối nay mình sẽ ổn thôi, mình sẽ không làm hỏng niềm vui của Angela và Jessica đâu. Tôi tự nhủ với mình như vậy. Biết đâu mình lại tìm được một bộ đồ ưng ý. À, còn cái vụ đi mua đồ ở Sisto vào cuối tuần này nữa, có lẽ mình sẽ phải tự đi lấy một mình sao mà chẳng còn thấy hứng thú như lúc đầu thế nhỉ? Thật là chả muốn nghĩ tới. Nhưng mà không phải như thế đâu. Nhất định hắn ta sẽ không quỷ bỏ chuyến đi mà không thèm báo cho mình lấy một tiếng đâu. Tan trường, Jessica lái chiếc Mercury trắng cũ kỹ theo tôi về nhà để mà cất sách vở cùng chiếc xe tải. Vào nhà, tôi chạy qua mái tóc, bất chợt cảm thấy hào hứng lên đôi chút khi nghĩ tới việc được tạm thời rời khỏi phò. Tôi để lại trên bàn một lời nhắn cho bố, nhắc lại cho bố chỗ đi bữa ăn tối và nhanh tay lục tìm trong túi sách cái ví cũ mềm ít khi được đụng đến, rồi nhanh chân chạy ra với Jessica. Chúng tôi đến nhà của Angela, cô bạn đang đứng đợi. Nỗi hào hứng của tôi nhanh chóng tăng lên. Chính xác là tăng theo hàm lý thừa khi chiếc xe di bút lao ra khỏi địa phận của thị trấn. Cứ cái đà phóng xe kinh hoàng còn hơn các cả ngài cảnh sát ở nhà tôi nữa thì thế nào Jet cũng đưa cả bọn đến Port Angeles trước 4 giờ chiều cho mặt coi. Mới ngồi trên xe có một lát mà tôi đã quên hết mọi u sầu. Trên cái nền giai điệu rốc nặng nề, Jessica luôn miệng kể về những người bạn trai đã cùng với chúng tôi ra biển. Và tất yếu là câu chuyện ấy đã dẫn đến Mai. Bữa ăn tối của Jessica và Mai đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cô bạn tôi hy vọng rằng cả hai sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên vào đúng tối thứ bảy tôi khẽ mỉm cười với chính mình hoàn toàn hài lòng về điều đó angela thì có vẻ thụ động cô ta cũng thích buổi vũ hội sắp tới chỉ có điều là không hoàn toàn thích eric mà thôi mừng húm vì đã bắt được giò cô bạn hiền lành nhút nhát chết cứ thế ép nài buộc angela phải khai ra mẫu bạn trai của mình tôi cũng đã lên tiếng hỏi liền lập tức nhưng là hỏi chết về mấy cái bộ áo váy để mà cứu nguy cho angela để đáp lại cô bạn ít nói ấy đã dành hẳn cho tôi một cái nhìn biết ơn đến tội nghiệp pô angeles là một địa điểm tuyệt vời dành cho khách du lịch khỏi nói cũng biết là nó đẹp và lôi cuốn hơn hẳn cái thị trấn Pho rồi ấy là cảm nghĩ của riêng tôi thôi chứ jessica và angela thì biết rành rọt nơi này lắm rồi họ chẳng muốn lãng phí thời gian để đi trên những lối đi có lót dáng dọc theo bờ vịnh mà thưởng thức những cảnh đẹp mê hồn thế này đâu. chết lái xe thẳng xuống một cửa hàng màu dịch thật to nằm trong thành phố, chỉ cách tấm biển, hân hoan chào đón tất cả các bạn ở bờ vịnh có vài con đường. Buổi khiêu vũ được đăng biển là bán chính thức, khiến cả bọn lắc đầu chịu thua. Chẳng hiểu nó hàm chứa ý nghĩa gì. Cả Jessica và Angela đều há hốc mồm và gần như không hề tin là tôi chưa từng tham dự một buổi vũ hội nào ở Phoenix cả. Ôi, bồ chưa bao giờ đi với bạn trai à? Jack hỏi một cách hồ nghi khi mà chúng tôi bước vào cửa hàng. Chưa, thật đấy. Tôi cố gắng thuyết phục cả hai cô bạn. Dạy gì mà khai rằng mình không dám khiêu vũ cơ chứ. Mình chưa bao giờ có bạn trai cả. Mình không hay ra ngoài đâu. Ôi, sao lại không chứ? Jessica gặng hỏi Vì có được ai mời đâu chứ? Tôi trả lời một cách thành thực. Jessica càng nghi ngờ hơn Ở đây có nhiều người mời bồ lắm mà Cô bạn nhắc cho tôi nhớ và bồ đã từ chối tất thảy mọi người đấy thôi Chúng tôi đang ở khu vực quần áo dành cho thanh thiếu niên Mắt chúng tôi đang rảo khắp lượt trên những giá treo quần áo Ừm, uhm, chỉ trừ có tay lơ thôi Angela nhẹ nhàng chỉnh lại. "Xin lỗi. Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc. Bồ, bồ vừa nói gì?" Tyler kể với mọi người là anh chàng sẽ đưa bồ đi chơi. Jessica trả lời thay, đôi mắt của cô bạn nheo hẳn lại. Chứa đầy trong đó một nỗi nghi ngờ. "Tyler nói gì?" Tôi lên tiếng như người sắp tắt thở. "Mình đã bảo với bồ là không phải rồi mà." Angela rì rầm với Jessica. Tôi chỉ biết im lặng. Mãi mốt quay đi để hai cô bạn không nhìn thấy là mình đang bị sốc cực độ. Mai thai cả ba đứa vừa kịp tìm thấy cái giá treo váy. Vậy là có việc để làm rồi. Đó là lý do khiến cho Lauren không thích bồ đấy. Jessica phá ra cười khúc khích trong khi cả ba mân mê cái bộ váy. Tôi hỏi khẽ khàng. Bồ có nghĩ rằng nếu mình dùng chiếc xe tải mà đi theo tài lờ thì anh ta sẽ thôi cảm thấy tội lỗi về vụ tai nạn không? Chẳng lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh như vậy thì tài lờ mới thôi tự dằn vặt chứ? Chắc là thế, chết bật cười ngoạc ngoẻo. Nếu đó đúng là lý do khiến cho anh ta cư xử như vậy. Khu vực dành riêng cho váy không lớn lắm, nhưng cả hai cô bạn của tôi vẫn chọn tìm được vài cái váy để thử tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế thấp để trong phòng thử đồ có lắp ba mặt gương mà kiềm chế nỗi tức giận đang dâng lên đến cổ chết phân dần giữa hai bộ váy một cái dài không có quay đeo màu đen theo lối cổ điển cái kia thì màu xanh dương đậm dài đến đầu gối và có quay đeo tôi tán thành cô bạn chọn cái màu xanh cần phải làm cho người khác nổ đơm đốm mắt chứ angela thì chọn cái màu hồng nhạt hơi ôm làm nổi bật dáng người dông dỏng và mái tóc mật ong của cô ấy. Trong cả hai như vừa lột xác, tôi không ngớt lời khen tặng cả hai cô bạn và treo lại những bộ váy không được chọn về giá như cũ. Sao lại đơn giản và dễ dàng hơn hẳn những lần phải lẻo đẻo theo mẹ đi mua quần áo thế này? Chúng tôi bước qua kệ giày và những kệ hàng thông dụng khác. Hai cô bạn tôi cứ lựa tới lựa lui, thử hết cái này đến cái khác trong khi tôi chỉ đơn thuần đứng đó ngắm nghía và thỉnh thoảng buông ra mấy câu bình phẩm góp ý cho hai cô bạn. Tôi không có hứng thú xem hàng hóa trưng bày ở đây, mặc dù thực tế tôi đang rất cần một đôi giày mới. Rồi tôi cũng nguôi ngoai dần cái nỗi bực tức đối với tài lờ. Chỉ còn lại một nỗi buồn mang mát khá quen thuộc. Angela này. Tôi ngập ngừng trong lúc cô bạn này đang thử một đôi giày da cao gót màu hồng trong cô ta rất thích thú với đôi giày. Có gì lạ đâu, bạn nhảy của cô cao quá mà. Ở phía xa xa kia, Jessica đang mê mẩn trước quầy hàng trang sức. Vậy là chỉ còn lại có hai chúng tôi. Ừ. Angela hơi đưa chân ra, xoay xoay cái gót để mà ngắm nghía đôi giày. Tôi lãng đi. Mình thích đôi này. Chắc mình sẽ mua chúng. Dù rằng chúng chẳng hợp với quần áo nào, chỉ hợp với mỗi bộ váy này thôi. Ờ, thế thì mua đi. Người ta đang bán hạ giá đấy. Tôi hưởng ứng. Cô bạn mỉm cười, đóng lại cái nắp hộp có đựng đôi giày trắng nhạt, trông rất bắt mắt. Tôi lại bắt đầu. Um, Angela này. Angela ngước mắt lên nhìn tôi, dò hỏi. Gia đình nhà cu Len ấy. Tôi dẫn chú mục vào mấy đôi giày. À, hay nghỉ học lắm à? Ừ, cứ khi thời tiết tốt là họ lại quạt ba lô lên dài. Cả bác sĩ cũng vậy, cả gia đình nhà cô Len thích sống ngoài trời lắm. Cô bạn chỉ nói vừa đủ nghe, mắt vẫn mãi miết kiểm tra đôi giày của mình. Cô không hỏi han lại điều gì cả. Nếu mà là Jessica thì đã chẳng buồn tha cho tôi rồi. Tôi cảm thấy quý mến Angela. À, ra thế Và tôi im bặt khi Jessica lò dò đi đến khoe với chúng tôi về mấy hạt kim cương giả cô ta vừa chọn được để mà đính vào đôi giày bạc của mình. Cả hai cô bạn có vẻ thỏa mãn thật sự về những món hàng đã chọn được. Quá ra chuyến mua sắm này không kéo dài như cả bọn đã nghĩ. Chẳng còn gì để mà làm nữa. Chúng tôi quyết định sẽ ăn tối trong một nhà hàng nhỏ của Ý nằm ngay trên lối đi có lót dáng. Jessica và Angela sẽ đi bộ ra vịnh sau khi cất xong đồ đạc trong xe hơi. Tôi bảo với họ rằng tôi muốn đi tìm một nhà sách Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ đến nhà hàng để cùng ăn tối với họ. Cả hai cô bạn đều ngỏ ý muốn đi cùng với tôi, nhưng mà tôi đã nhanh nhẹn tạm biệt họ bằng một lời chúc cả hai vui vẻ. Jessica và Angela đều đâu có hiểu rằng tôi say mê sách như thế nào. Khi đứng giữa một rừng sách là tôi sẽ quên hết mọi thứ trên đời, quên luôn cả sự hiện diện của họ nữa. Mà nếu để việc ấy xảy ra thì cả hai sẽ buồn tôi ghê lắm. Hai cô bạn lại ríu ra ríu rít với nhau khi cùng tiến tới phía chiếc xe hơi còn tôi thì bước theo hướng jessica đã chỉ nhà sách cũng không khó tìm lắm chỉ có điều là nó không như tôi mong đợi qua những ô cửa sổ toàn kính là kính và hoàn toàn có thể nhìn thông thống vào bên trong tôi dễ dàng nhận ra ở đây chuyên bán những loại sách thuộc lĩnh vực hàng gắn tinh thần sau những cú sốc tôi không muốn bước chân vào đấy một chút nào qua lớp kính tôi trông thấy một người phụ nữ trạc 50 tuổi, có mái tóc dài, điểm xương để xõa xuống lưng. Bà ta mặc bộ y phục đích thị là chỉ dành riêng cho những người ở lứa tuổi 60. Người phụ nữ ấy đang mỉm cười thân thiện sau quầy tính tiền. Tôi quyết định sẽ không hỏi hàng gì. Chắc hẳn đây chỉ là một nhà sách thường thường bậc trung trong thành phố mà thôi. Tôi cứ đi dơ dẫn dọc theo các con đường giờ đây mật độ xe cộ đã bắt đầu gia tăng. Chẳng gì thì cũng là lúc tan tầm mà. Chỉ hy vọng mình sẽ vào được trung tâm thành phố. Từng bước, từng bước một, tôi để mặc cho đôi chân của mình, dẫn mình đi đến đâu thì đi. Đường xá đông vui, cảnh trí hữu tình kia, có là gì khi trong ta là một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi cố gắng thôi không nghĩ đến Edward, cùng với những điều mà Angela đã nói. Và trên hết là làm tiêu tan mọi hy vọng vào ngày thứ bảy đừng hy vọng gì để khỏi thất vọng ư. Chỉ sợ rằng điều đó chỉ khiến ta thêm đau khổ hơn là cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ngước mặt lên, chiếc xe Volvo màu bạc của ai đó đang đậu bên đường. Tôi sừng lại trong giây lát, mọi cảm xúc dồn nén trước đây như vỡ òa ra. Tên ma cà rồng đáng ghét, xấu xa, chỉ tại hắn mà tôi mới khổ sở thế này. Tôi đi xăm xăm về phía nam, nơi loáng thoáng có mấy cửa hiệu lắp đầy kính. Có nhiều thứ đáng xem lắm đây. Bước chân của tôi trở nên thoang thoát, nhưng rồi thật xui xẻo khi đã đến gần, tôi mới nhận ra đây chỉ là một tiệm sửa chữa. Còn gần nó chỉ là một bãi đất trống. Không sao, từ giờ tới lúc đến chỗ của Jessica và Angela, hãy còn khá nhiều thời gian. Và dứt khoát là khi gặp họ, trong tay tôi phải có một cái thứ gì đấy chứ tôi mơn nhẹ vài cái vào mấy lọn tóc hít một hơi thật sâu trước khi rẽ vào một góc phố nhắc lại bella cùng với jessica và angela đến phố angeles để mà cùng mua hàng trong lúc băng qua một con đường khác bella đã bị lạc đường lẽ ra hồi nãy tôi nên đi về hướng bắc mới phải dường như những tòa nhà ở đây đều là nhà kho tôi quyết định rẽ sang một hướng đông ở dãy phố tiếp theo và thế là lạc vào một khu nhà khối. Chán thật, nhưng không sao, lần này tôi quyết định thử vận may ở một con đường khác để trở lại phía lối có đi lót dáng. Một tớp bốn thanh niên đang lanh quanh ở một con phố tôi vừa quẹo vào. Phải chăng họ là dân công sở đang trên đường về nhà? Không, trong họ ăn mặc rất tùy tiện. Hay là dân du lịch? Không, trong họ bụi bẩm thế kia mà. Khi họ đến gần hơn, tôi mới nhận ra là cả bốn người không lớn tuổi hơn tôi mấy. Họ đang nô giỡn với nhau, cười đùa săn sắc và đấm thùi thùi vào vai nhau. Tôi vội lính ngay vào vỉa hè để mà tránh, bước chân trở nên vội vàng, gấp rút, quyết định rẽ vào một góc phố khác. Ê! Một người trong bọn họ lên tiếng, chắc là gọi tôi, vì quanh đây có còn ai khác đâu. Tôi ngẩng mặt lên, hai trong số bốn gã thanh niên đã dừng chân còn hai gã kia thì bước chậm lại. Gã ở gần tôi nhất là một gã to con, tóc đen, có vẻ như là người đã cất tiếng gọi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi may bằng vải planen, bên trong là một chiếc áo thun cáo bẩn, chiếc quần jean rách tả tơi và mang giày sandal. đan. Hắn tiến thêm một bước về phía tôi. Sao cơ? Tôi triệu rạo. Đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Rồi nhanh như cắt, tôi quay đầu lại bước nhanh hơn về góc phố. Đằng sau tôi, bốn thanh niên bắt đầu rú lên những tiếng cười mang rợ. Ê, ê, chờ đá. Một thanh trong bọn gọi giới theo, nhưng tôi vẫn cấm đầu xuống đất và vẫn bước rẽ vào con phố với một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Sau lưng tôi vẫn là những tiếng cười như nắc nẻ. Rồi tôi chợt nhận ra mình đang ở ngõ sau của mấy căn nhà kho thẩm màu. Mỗi căn đều có cánh cửa rất to để xe tải có thể dỡ hàng xuống hiện thời chúng đang được khóa chặt. Con đường ở đây không có dĩa hè, chỉ có duy nhất mỗi một cái hàng rào mắc cáo có chăn kẽm gai ở phía trên cùng để thêm phần bảo vệ chắc chắn cho các thứ máy móc gì đó xếp đầy trong sân. Tôi đã ở quá xa cái khu vực mà tôi với tư cách là một du khách lẽ ra phải viếng thăm ở Port Angeles này. Trời đã bắt đầu nhá nhem, những đám mây ở phía trời Tây đang tụ lại. Hoàng hôn đang chuẩn bị cuộc hành trình trên cổ xe thời gian của mình đẩy. Nhưng ở phía đông thì vẫn còn sáng rõ, vẫn còn những áng mây màu hồng, màu cam, nhưng cũng sắp khoác lên mình một màu xám ảm đạm rồi. Tôi đã bỏ quên cái áo lạnh trong xe hơi, nên bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh. Một cơn rùng mình ớn lạnh chợt xuất hiện, khiến cho tôi phải khom người lại, hai tay khoanh thật chặt trước ngực. Một chiếc xe tải đơn độc phóng qua, con đường lại trở nên im ắng đến đáng ngại. Phía xa kia, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Hoàng hốt, tôi ngoái lại phía sau cảnh giác. Một nỗi bàng hoàng, sững sợ, đột nhiên ùa đến khi tôi nhận ra rằng có hai gã thanh niên đang lặng lẽ bước theo tôi. Chỉ cách tôi có sáu mét, không hơn không kém. Cả hai đều nằm trong nhóm bốn tên lúc nãy tôi đã gặp khi đi ngang qua con phố. Không có tên tóc đen hồi nãy gọi tôi. Tôi quay đầu lại phía trước liền lập tức, cố bước thật nhanh. Một luồng khí lạnh xé người làm cho tôi rung rẩy thêm lần nữa. Nhưng lần này thì tôi hiểu cái lạnh đó không phải do tiết trời tạo ra. Tôi hiện đang quàng xéo qua người chiếc ví sách tay. Tôi vẫn thường áp dụng theo kiểu này để mà đề phòng trường hợp bị cướp giật. Tôi nhớ rõ ràng nơi mình đã để cái lọ xịt ớt bột trong chiếc túi len thô dưới gầm giường và chưa bao giờ rờ tay đến nó cả hiện trên người của tôi không có nhiều tiền, chỉ khoảng hai mươi mấy đô la. Hay mình trả giờ dù ý đánh rơi chiếc ví rồi bỏ đi? Tôi trộm nghĩ. Nhưng rồi một giọng nói yếu ớt đầy sợ hãi ở đâu đó, dường như trong đầu tôi, lại cảnh báo rằng chúng không chỉ đơn thuần là những kẻ cướp. Tôi dồn mọi sự tập trung vào đôi tai để lắng nghe tiếng chân của chúng, những tiếng chân quá khẽ, khẽ đến ớn lạnh so với lúc vừa đi vừa dẫn hớt như muốn khuấy động cả con phố im lìm vừa rồi. Tiễn chân không muốn đi nhanh lên phía trước mà chỉ muốn bước đến gần tôi. Thở ra một cách khó nhọc, tôi cố động viên mình. Phải làm như mình không biết là chúng đang đi theo. Và tôi vẫn cố bước nhanh hết cỡ nhưng không dám bỏ chạy. Tập trung vào ngã rẽ bên phải chỉ cách tôi 1-2 mét. Tôi lại nghe thấy tiếng của chúng ở đâu đó xa xa. Như thể chúng quay về chỗ cũ, một chiếc xe hơi màu xanh từ phía sau bỗng rẽ vào con đường và phóng vút qua tôi. Tôi đã muốn lao ngay ra trước mũi của nó, nhưng rồi ngập ngừng, rụt rè. Tôi cũng không chắc mình có đang bị bám theo hay không. Để rồi cơ hội dục mất. Tôi tiến đến con phố trước mặt và rồi ngay lập tức phát hiện ra rằng đây chỉ là một cái ngõ sau của một tòa nhà khác. Trong tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng. Tôi phải định hướng thật nhanh để mà còn lao qua cái ngõ hẹp này mà trở ra phía đường có dĩ hè. Nhưng rồi con đường này lại kết thúc ở góc phố tiếp theo, nơi có một hàng rào trắng lại. Phía sau tôi đã bắt đầu gian lên những tiếng bước chân chậm chậm, như thể đang quyết định xem có nên chạy hay không. Rồi tiếng bước chân bỗng trở nên xa dần, xa dần. Đừng vội mừng, dù xa hay gần thì rồi chúng cũng sẽ tóm được mình thôi. Tôi thầm nhủ nhưng nếu có cố đi nhanh hơn, thế nào tôi cũng lại ngã sóng xoài trên đường. Tiếng chân bước giờ đây rõ ràng là đã xa hơn rồi. Tôi hồi hộp ngoái lại sau lưng, bọn chúng hiện đang cách tôi khoảng 12 13 mét gì đó. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng chỉ đứng đó mà nhìn tôi chầm chậm. Dường như thời gian đã kéo dài vô tận cho tới khi tôi bước được đến góc phố trước mặt. Tôi cứ bước đều, mỗi bước lại làm tăng thêm khoảng cách giữa tôi và bọn chúng. Chắc hẳn chúng đã nhận ra rằng chúng đang làm cho tôi sợ và cảm thấy ái nái về điều đó. Rồi bất chợt, có hai chiếc xe hơi lao dục qua mặt tôi. Chúng phóng dung dút theo hướng Bắc, cùng hướng với tôi bây giờ. Tuyệt quá! Tôi thầm reo lên. Vậy là chỉ cần bước ra khỏi con đường vắng vẻ này là mình sẽ thoát thôi. Nghĩ rồi tôi bước vòng qua con phố, trút ra một tiếng thở dài mãn nguyện. Và tôi phải đứng sừng ngay lại. Hai bên đường hoàn toàn trống trơn, chỉ có những bức tường kéo dài đến thăm thẳm. Thấp thoáng xa xa, tôi có thể nhận ra những ngã ba, ngã tư, những ngọn đèn đường, những chiếc xe hơi và cả những khách bộ hành nữa, nhưng tất cả họ đều đang ở rất xa. Và kia, đang đứng tựa lưng vào một tòa nhà nằm bên phía trái, hai tên đồng bọn đang cười sặc sụa, kiểu cười đầy phấn khích khi nhìn thấy tôi đứng chôn chân trên vỉa hè, mặt mày tái mét trong thời khắc đó tôi mới hiểu ra được rằng mình không hề bị bám đuôi mà là đang bị dây hãm tôi sững người đúng một giây nhưng cứ tưởng như thời gian đã trôi qua lâu lắm tôi quay ngoắt người lại và phóng thật nhanh sang phía bên kia đường đến giây phút này tôi mới thực sự hiểu thế nào là cố gắng trong tuyệt vọng âm thanh của những bước chân phía sau tôi lúc này mới bắt đầu vang to hơn đây rồi Giọng nói của một tên có dáng người chè bè và mái tóc đen nhánh cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôi giật nảy mình. Trong cảnh tối tăm như thế này, gã như muốn nhìn xuyên thấu cả người tôi. Ừ. Một giọng khác lại vang lên phía sau tôi, khiến cho tôi giật nảy người thêm một lần nữa. Chẳng còn đường nào khác, tôi loạn choạng lùi xuống lòng đường. Tụi mình chỉ đi vòng lại có tí xíu Bước chân của tôi lúc này đã hoàn toàn chậm lại. Tôi đang bị rút dần khoảng cách giữa mình với hai tên thanh niên đang đứng ở bên kia đường. Tôi có khả năng hét rất to, nhưng mà cổ họng của tôi hiện thời không hiểu tại sao lại trở nên kẹt cứng và hoàn toàn khô khóc. Liệu mình có thể thét được bao lớn đây? Thật nhanh, tôi tháo chiếc ví sách tay ra khỏi bờ vai, một tay giữ chặt lấy sợi dây đeo. Một là sẽ phải đưa cho chúng, hay là phải dùng nó như một vũ khí nếu cần. Gã thanh niên mập lùng ở bên kia đường nhún vai khi trông thấy tôi thận trọng dừng lại và chậm rãi bước ra giữa tim đường. Tránh xa tôi ra! Tôi cảnh báo bằng một giọng nói thật to, khỏe và hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Quả là tôi đã nghĩ đúng, cổ họng của tôi hoàn toàn khô khóc, không có chút âm lượng. Đừng như thế chứ cưng! Gã thanh niên mập lùng lên tiếng và sau lưng tôi lại vang lên một tràng cười kháng đặc hưởng ứng. Tôi bắt đầu tư thế đứng trụ chân, đầu óc đang cực kỳ hoảng loạn nhưng vẫn cố nhớ lại vài động tác tự vệ đã học được ở đâu đó. Sao vậy? Lòng bàn tay đánh ra trước thật mạnh, nhanh và dứt khoát để mà đập bể sống mũi của đối phương. Hay ít ra cũng làm cho đối phương xây sẩm đầu óc. Giữ ngón tay thật cứng đâm thật mạnh vào hốc mắt của đối phương cố gắng ngoáy tròn sau đó cong tay lại và rút tay về đừng quên dứt cô mắt đi rồi thì dĩ nhiên là phải thêm một cú lên gối tuyệt hảo ngay vào cái chỗ mà đối phương sợ nhất đang nghĩ đến đây thì cái giọng nói bi quan yếm thế quen thuộc trong đầu tôi một lần nữa lại lên tiếng rằng tôi sẽ không có lấy một cơ hội để hạ gục lấy một đứa vì bọn chúng có tới những bốn đứa Ngươi im đi. Tôi cố ra lệnh cho giọng nói đáng ghét trước khi nỗi kinh hoàng bòn rút hết toàn bộ sức lực. Mình sai rồi. Mình không được ra ngoài khi bên cạnh không có ai như thế này. Tôi cố dùng nén mọi sợ hãi vào trong để có thể thét lên thật lớn. Đột nhiên, một góc đường trở nên sáng rực. Một chiếc xe hơi đang cố lao thẳng vào gã thanh niên có dáng người chè bè, buộc hắn phải nhảy phắt lên dĩa hè để thoát thân. Tôi đang ở ngay giữa tim đường chiếc xe này sẽ dừng lại hay sẽ hút luôn vào tôi? Đang trong lúc thất thần, chiếc xe hơi màu bạc, chẳng biết mọc ở đâu ra bỗng đổ xịt lại. Cánh cửa bật mở chỉ cách tôi đúng 30cm. Vào đi! Một giọng nói đầy giận dữ cất lên ra lệnh cho tôi. Tim của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngạc nhiên vì bao sợ hãi nãy giờ bỗng dưng đã biến mất. Ngạc nhiên vì một cảm giác an toàn nhanh chóng bao bọc toàn thân những cảm xúc đó hoàn toàn không phải vì sắp được thoát khỏi con đường đáng sợ này mà là vì được nghe lại giọng nói của hắn ta tôi lao nhanh vào ghế ngồi đóng sầm cánh cửa lại trong xe hơi rất tối hình như cho tới lúc cửa mở hắn ta vẫn không bật đèn tôi chỉ lờ mờ nhận ra gương mặt của người lái xe nhờ một chút ánh sáng phát ra từ bản đồng hồ rồi thật bất ngờ trong không gian đột ngột vang lên tiếng rít của bánh xe khi hắn ta thình lình tăng tốc và hướng thẳng mũi xe vào những kẻ đang đứng như trời trồng trên đường tất cả đều diễn ra rất nhanh tôi chỉ thoáng nhìn thấy những gã thanh niên tồi tệ đang lủi hết lên vỉa hè miễn cưỡng nhường đường cho chúng tôi thẳng tiến ra phía cảng thật về an toàn vào đi hắn ta lại ra lệnh lúc ấy tôi mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang dùng cả hai tay bấu chặt vào cái ghế ngồi ngoan ngoãn như một đứa con nít tôi cuốn quýt làm theo Tiếng khóa dây an toàn tra vào nhau, vang thật lớn trong khoang xe tối đen. Chiếc xe hơi rẽ ngoặt sang trái, và bất chấp những bạn cấm, nó cứ vung vút lao đi như vũ bão. Chiếc xe có chạy như thế nào cũng mặc. Hiện thời tôi đang cảm thấy rất an toàn. Hoàn toàn chẳng để ý xem mình đang được đưa đi đâu. Rồi tôi len lén, đưa mắt nhìn trộm hắn ta. Trong lòng thanh thản đến lạ lùng, thanh thản hơn cả cảm giác nhẹ nhõm khi vừa được cứu thoát một cách bất ngờ nữa. Tôi cố nhìn ra từng đường nét hoàng mỹ trên gương mặt của hắn ta, trong thứ ánh sáng có chừng mực này và chờ cho đến khi hơi thở bình thường trở lại. Nhưng cho đến khi tôi đã thật sự bình tâm trở lại rồi, gương mặt của hắn ta vẫn còn đang đằng đằng sát khí. Anh anh có làm sao không? Tôi lên tiếng hỏi, ngạc nhiên là giọng nói của mình đã kháng đặc đến như vậy. Có. Hắn ta trả lời cọc lóc và rõ ràng đang tức giận đến tím ruột. Tôi ngồi im lặng, ngắm gương mặt của Edward trong lúc hắn ta đang quát mắt nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng chiếc xe cũng đổ xịt lại. Tôi nhìn quanh quất, trời tối quá, không thể nhìn rõ được quang cảnh phía bên ngoài. Tôi chỉ lờ mờ nhận ra được bên lề đường là những cây to. Chúng tôi vẫn chưa vào thị trấn. Bèo là, Edward lên tiếng, giọng nói của hắn ta không được tự nhiên cho lắm. Ừ. Giọng nói của tôi vẫn khô khóc, tôi cố thanh lọc lại cuốn họng của mình. Cô có sao không? Edward vẫn không nhìn tôi, nhưng mà gương mặt thì vẫn còn trạng thái bị kích động. À, tôi không sao cả. Tôi nhẹ nhàng đáp lời. Vậy thì hãy làm gì để tôi bình tâm trở lại đi. Hắn ta khẩn khoảng. Xin lỗi, anh nói gì cơ?" Giọng nói của Edward bỗng trở nên dở òa. "Cô cứ nói bất kỳ điều gì cũng được, cho tới khi tôi bình tĩnh trở lại ấy." Hắn ta trả lời, dùng ngón tay cái và ngón trỏ để chống đỡ càm và trán, đôi mắt khẽ khép lại. "Ừm, uhm, tôi cố gắng lục lọi trong đầu một chuyện gì đó nhớ giận nhất. Ngày mai, trước khi vào lớp, tôi sẽ chẹt xe của Tyler Crowley cho mà xem." Edward vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chỉ khẽ hé mở đôi môi. Sao vậy? Taylor kể với mọi người là sẽ dẫn tôi đi chơi. Không biết anh ta đang ăn năn chuyện cũ hay là đang cố tình giết tôi nữa. Ừm, anh cũng biết chuyện đó mà. Và Taylor nghĩ rằng đó là cách làm đúng đắn để mà chuộc lỗi. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng nếu tôi làm cho Taylor sợ thì sẽ là quê. Và anh ta sẽ thôi không còn nghĩ đến chuyện chuộc lỗi nữa. Tôi không muốn có những người bạn ghét mình. Và nếu Taylor thôi lẻo đẻo theo tôi, Lauren cũng sẽ thôi hiềm khích với tôi. À, mà nếu anh ta không còn xe, thì đâu có chở ai đi chơi được. Tôi lảm nhảm. Tôi nghe chuyện đó rồi. Giọng nói của Edward đã bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Anh, anh nghe rồi á. Tôi không dám tin vào tay của mình nữa. Nỗi kích động của những ngày trước bỗng chốc ùa về nếu tay lơ bị chấn thương ở cổ thì cũng chẳng đi chơi được tôi lẩm bẩm như cố vạch ra kế hoạch cho mình phản ứng của edward là thở dài và mở bừng đôi mắt như thế thì tốt hơn ư cũng không hẳn tôi chờ đợi nhưng mà hắn ta chẳng nói gì thêm chỉ ngã người ra phía sau tựa đầu vào thành ghế mắt đăm đăm nhìn trên trần xe gương mặt không biểu lộ một tâm trạng nào anh sao vậy tôi cất tiếng hỏi khe khẽ thỉnh thoảng tôi lại có vấn đề với tính khí của chính tôi bella edward trả lời cũng bằng một giọng khe khẽ và rồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt của hắn ta lập tức khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ như sợi tóc nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu bây giờ tôi quay trở lại và hạ gục hắn ta ngừng lời quay sang nhìn phía khác rõ ràng là đang kìm nén nội tức giận để có thể kiểm soát mọi hành động của mình. À, câu trả lời của tôi xem ra không thỏa đáng, nhưng tôi còn biết câu nào để mà trả lời cho tốt hơn nữa. Chúng tôi lại ngồi bên nhau im lặng. Bất giác, tôi liếc nhìn đồng hồ chỉ giờ trên bảng đồng hồ. 6 giờ 30 phút. Jessica và Angela sẽ lo lắng lắm. Tôi thầm thì, Tôi đã hứa là sẽ đi ăn tối với họ. Edward chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay mở máy xe. Mũi xe khẽ chuyển hướng rồi bắn giọt lên phía trước, lao đi dung vút vào thị trấn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ở bên dưới những ngọn đèn đường, dẫn phóng rất nhanh, một nỗi nhẹ nhõm chợt trào dân khi chúng tôi vượt qua mặt những chiếc xe ô tô đang chậm chạp lăn bánh tìm khách ở chỗ lối đi có lót dáng. Edward cho xe tấp vào lề đường, đậu vào chính giữa hai làn sơn vạch của chỗ đầu xe thoạt đầu tôi cứ nghĩ chỗ đầu xe này quá nhỏ so với chiếc volvo vậy mà hắn ta lái xe vào chỗ đầu chính xác đến từng ly chẳng hề tỏ ra là cố gắng một chút nào nhìn ra ngoài cửa sổ tôi nhận ra những ánh đèn của nhà hàng la bella italia và kia là chet và angela cả hai chỉ vừa mới rời khỏi nhà hàng đang bước đi một cách thấp thỏm lo lắng sao anh biết là ở đây tôi hỏi nhưng rồi lại vội lắc đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng cửa xe bật mở edward đang chuẩn bị bước ra ngoài anh làm gì vậy tôi lại hỏi dẫn cô đi ăn tối một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi của edward nhưng đôi mắt của hắn ta thì lại vô cùng nghiêm nghị hắn ta bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại tôi hấp tấp gỡ dây an toàn ra rồi cũng vội vã bước ra khỏi xe Edward đang đứng đợi tôi trên vỉa hè. Lần này thì hắn ta lên tiếng trước. Cô ngăn Jessica và Angela lại đi, trước khi tôi lại phải đi tìm họ. Lần này nếu gặp phải bọn kia một lần nữa, tôi không đảm bảo là có thể kiềm chế được mình đâu. Tôi búng rũng cả tay chân khi nghe những lời đe dọa đó. Jess, Angela! Tôi gọi to, dãy vẫy tay ra hiệu khi hai cô bạn của tôi đều đã đồng loạt máy đầu lại. Cả hai vội vã bố nhào lại phía tôi. Sự nhẹ nhõm hiện ra rõ rệt trên gương mặt của họ, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Bởi vì ngay sau đó, cả hai người họ đã ngay lập tức lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra rằng chàng trai đứng bên cạnh tôi. Bước chân của hai cô bỗng trở nên ngập ngừng. Chỉ còn cách tôi vài bước, nhưng mà họ không chịu bước tiếp tới. Bồ, bồ đi đâu vậy? Giọng nói của chết chứa đầy nỗi nghi ngờ mình đi lạc tôi ngượng ngùng thú nhận và rồi tình cờ gặp edward tôi đưa tay giới thiệu hắn ta với hai người bạn cho tôi tham gia chung với mọi người có được không vậy giọng nói của edward thật mượt mà và quyến rũ qua thái độ bối rối của hai cô bạn tôi mới nhận ra là hắn ta chưa hề bộc lộ năng khiếu này bao giờ cả uhm, được chứ jessica hít không khí thật sâu vào phổi Um, thực ra thì bèo la. Trong lúc ngồi chờ bồ, bọn mình lỡ gọi món và ăn rồi. Xin lỗi nha. Angela bẽn lẽn thú nhận. Có sao đâu, mình cũng không đói. Tôi nhúng dài. Tôi nghĩ cô nên ăn cái gì đó. Edward nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe, nhưng mà trong giọng nói lại chứa đầy quy quyền. Rồi hắn ta quay sang Jessica, nói to hơn tối nay các bạn cho phép tôi chở bella về nhà nhé các bạn không phải đợi cô ấy ăn xong đâu ừ không sao mình nghĩ jessica bỗng mím môi lại nhìn sang tôi xem chừng thái độ của tôi có muốn như vậy hay không tôi nhảy mắt với cô bạn tôi chẳng còn muốn gì hơn là được ở bên cạnh vị cứu tinh của mình chỉ có khi nào được ngồi riêng hai người với nhau tôi mới có thể hỏi hàng tá câu hỏi quờ được ừ được rồi Angela nhanh nhạy hơn Jessica. Hẹn gặp bồ vào ngày mai nhé, Bella, Edward. Nói rồi, Angela chụp lấy tay của Jessica kéo ra xe. Lúc ấy, tôi mới nhìn thấy phía xa có mấy con đường nhỏ và chiếc xe của hai cô bạn đang đậu ở ngay trên con đường gần nhất. Khi chuẩn bị bước vào xe, chết quay lại và dãy dãy tay chào tôi. Tôi cũng dãy tay chào đáp lại. Chờ cho cả hai đã đi khỏi, tôi mới quay sang edward nói thật tình tôi không thấy đói tôi khăng khăng như vậy và ngước nhìn gương mặt của edward dò hỏi nhưng gương mặt của kẻ đối diện với tôi lúc này chẳng biểu lộ cảm xúc gì nghe lời tôi đi nói xong edward bước vào nhà hàng giữ cửa lại chờ tôi với một thái độ bướng bỉnh thế này thì chẳng còn thoái thác được tôi đi ngang qua hắn ta với một tiếng thở dài chịu thua Hôm nay nhà hàng không có nhiều khách lắm. Cũng phải thôi. Hiện giờ ở Port Angeles đang là mùa vạn khách. Chủ nhà hàng là một phụ nữ. Tôi hoàn toàn hiểu cách nhìn của cô ta khi chào đón người cùng đi với tôi nồng nhiệt quá mức cần thiết. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực bội về điều đó. Nó làm cho tôi ngạc nhiên. Người phụ nữ cao hơn tôi vài cm, có mái tóc và sắc vàng của nó trông không được tự nhiên. Cho tôi một bàn hai người nhé. Giọng nói của Edward thật ngọt ngào. Không rõ là hắn ta cố tình làm ra như thế hay không. Chỉ thấy người phụ nữ liếc nhanh mắt sang tôi. Đôi mắt ấy lộ rõ vẻ hài lòng khi nhận ra tôi chẳng có một nét gì đặc biệt. Và rồi một cách cẩn thận nhưng không kém phần tự nhiên. Cô ta nhẹ nhàng tiến đến đứng giữa chúng tôi. Nhìn quanh quất một lát, người phụ nữ mới dẫn Edward và tôi đến một chiếc bàn khá to. Có thể xếp vừa cho bốn người nằm ngay chính giữa nhà hàng khu vực tập trung nhiều khách nhất. Tôi toan ngồi xuống thì Edward đã nhanh nhẹn lắc đầu. Có chỗ nào yên tĩnh hơn không, thưa cô? Hắn ta dịu dàng hỏi lại người phụ nữ. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng mà hãy nhìn cái cách biểu hiện của hắn ta mà xem, cứ như là đang cố tình quyến rũ người phụ nữ ấy. Tôi chưa từng thấy ai từ chối một cái bàn kiểu như vậy, chỉ trừ có mấy bộ phim cổ điển mà thôi. Có, có chứ người phụ nữ cũng tỏ vẻ bị bất ngờ như tôi cô ta ngoái đầu lại kiểm tra rồi dẫn chúng tôi đến một khu vực có nhiều ngăn riêng biệt tất cả các ngăn đều trống ừ, chỗ này có được không tuyệt edward nở một nụ cười mãn nguyện để lộ hàm răng trắng bóng khiến cho người phụ nữ chỉ còn biết đứng ngay ra trong mê mẩn mà ngắm nhìn hắn ta ừm người phụ nữ khẽ rùng mình lắc đầu phục vụ sẽ đến ngay Nói rồi cô ta loạn choạng bước đi Anh Anh đừng có làm thế với người khác nữa Tôi lên tiếng Kỳ lắm Tôi làm gì Làm người ta lóa mắt như vậy đấy Giờ này trong nhà bếp Chắc là cô ấy đang khó thở đấy Edward nhăn mặt Lại ra vẻ không hiểu Thôi đi Tôi nói một cách nghi ngờ Anh phải biết là mình rất ấn tượng Trong mắt người khác chứ Edward nghiêng đầu sang một bên Đôi mắt chứa đầy vẻ tò mò Tôi làm cho người khác Lóa mắt sao Anh không nhận ra à Anh nghĩ rằng mọi người dễ tự chủ lắm à Edward Phớt lờ câu hỏi của tôi Hắn lại hỏi dặn lại Thế tôi có làm cho cô bị lóa mắt không vậy uhm, Thường xuyên Tôi thật thà thú nhận Cuộc nói chuyện của chúng tôi Tạm gián đoạn Vì người phục vụ vừa xuất hiện Chờ đợi vậy là người phụ nữ ban nãy đang phải sửa soạn thức ăn ở trong bếp cô gái mới đến này có vẻ như đang mãn nguyện về một điều gì đó cô ta nhẹ nhàng làm một động tác vén lọn tóc đen ngắn ra phía sau tay rồi mỉm cười một cách nồng nhiệt quá mức cần thiết chào hai bạn tôi là amber tối nay tôi sẽ là người phục vụ cho hai bạn tôi cần đem thức uống gì đến cho hai bạn ạ à. cô gái này chỉ đang nói với mỗi một mình edward mà thôi Edward nhìn tôi Tôi uống nước ngọt Tôi trả lời Hai ly nước ngọt Vâng, tôi sẽ mang ra ngay Cô ta nói với Edward Kèm thêm một nụ cười không cần thiết khác Nhưng Edward không nhìn đáp lại Hắn ta chỉ đang nhìn có mỗi mình tôi Anh sao thế Tôi hỏi Khi người phục vụ vừa đi khỏi Đôi mắt của Edward vẫn nhìn tôi chăm chú Không chút thay đổi tư thế Cô cảm thấy thế nào Uhm, tôi ổn tôi đáp ngạc nhiên trước cảm xúc mãnh liệt của kẻ đối diện cô không thấy chóng mặt mà trong người hay là lạnh à tôi bắt buộc phải như thế sao Edward bật cười khúc khích trước câu hỏi ngây ngô của tôi uhm, tôi cứ nghĩ là cô sẽ bị sốc ghê lắm Edward nhăn nhó trả lời miệng của hắn vẫn chưa hết cười anh an tâm không có chuyện gì đâu Tôi trả lời sau khi đã có thể hít thở lại một cách dễ dàng Tôi luôn giữ được bình tĩnh trước những tình huống tồi tệ nhất mà Dầu sao đi nữa tôi vẫn cảm thấy nếu cô dùng một ít đường và ăn một chút gì đó thì sẽ tốt hơn Giống như là đã có ám hiệu từ trước Người phục vụ lại xuất hiện kịp thời với thức uống mà chúng tôi đã kêu cùng với một rổ bánh mì baguette Cô gái đứng xoay lưng lại phía tôi đặt tất cả lên bàn anh đã sẵn sàng gọi món chưa người phục vụ hỏi edward bella hắn ta hỏi lại tôi cô gái phục vụ có vẻ miễn cưỡng quay sang phía tôi tôi chỉ tay vào món ăn mình thấy đầu tiên trên thực đơn ừm uhm, tôi sẽ dùng bánh bao nhân nắm còn anh cô gái quay sang edward mỉm cười tôi không ăn gì cả edward trả lời dĩ nhiên là không rồi Nhớ báo cho tôi biết ngay khi anh đổi ý nha. Nụ cười dè dặt vẫn còn động ở trên môi, nhưng mẹ Edward vẫn không buồn nhìn cô gái lấy một lần và cô ta đã bỏ đi một cách bất mãn. Cô uống đi, hắn nhắc tôi. Tôi nhấm nháp từng ngụm soda một cách ngoan ngoãn, rồi uống liền một hơi, và nhận ra một cách bất ngờ rằng mình đang khác không thể tưởng tượng được. Chỉ đến khi Edward chia ly nước ngọt của hắn ta ra, tôi mới hiểu rằng mình đã thanh toán nhanh gọn cái phần thức uống của mình rồi. Cảm ơn anh. Tôi thì thầm và đỡ lấy cái ly. Cái lạnh của nước soda nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực, tôi khẽ rùng mình. Các bạn vừa nghe tập 6 Chàng vạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.